Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày đầu tuần, một ngày thứ hai, một ngày 1 tháng 7. Em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường ở trong một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang diễn biến như thế nào. Để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những buổi video sâu tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đầu tiên, bản chất hôm nay là một cái phiên có thể nói là khởi đầu cho một cái hang mới, cũng như là khởi đầu cho một cái quý 3 có thể nói là khá tích cực của thị trường chung. Đấy, mình hy vọng đây là một cái quý 3 đầu xuôi, đuôi lọt của thị trường. Và vô tình chung, với phiên ngày hôm nay, thị trường cũng đã giải tỏa được những cái áp lực về tâm lý cho đội cầm cổ phiếu, cho những nhà đầu tư cầm nắm cổ phiếu trong những cái chuỗi ngày nặng nề vừa rồi, với áp lực về tâm lý, áp lực về những cái trạng thái về cổ phiếu rung lắc hoặc là những cổ phiếu nó điều chỉnh. Và em nói những cái ngày cuối tuần vừa rồi, đặc biệt là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, khi mà em lướt trên những cái diễn đàn, thậm chí là trên kênh YouTube, thậm chí là kênh của mình luôn, thì cũng gặp rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều, đặc biệt là những cái ý kiến xung đột về cái việc là thị trường là hết tích lũy, thị trường phân phối hay là thị trường downtrend hay là thị trường uptrend. Rất nhiều những cái ý kiến trái chiều và sự đa phần em thấy được, và mình thống kê lại ví dụ như 10 bài phân tích thì đa phần hết 8 bài nói về cái việc thị trường này là một thị trường rủi ro, thị trường này là một thị trường sắp gãy, thị trường này là một thị trường sập. Nhìn chỉ báo nào cũng xấu, nào là chạy tuần xấu, chỉ báo RSI xấu, MACD cắt xuống cắt lên gì đó đấy. Nhưng mà với góc nhìn của cá nhân mình cũng đã đưa ra cho anh chị mà một cái quan điểm rất rõ ràng trong cái buổi video cuối tuần là cơ hội trong quý 3. Thì với những vị thế em phân tích là những người cầm cổ phiếu thì anh chị mình cần làm gì? Thì hôm nay là cái phiên mà có thể gọi là giải tỏa được cái tâm lý của cá nhân em cũng như là đại đa số những anh chị nhà đầu tư mình trong hệ thống khách hàng, cũng như là những anh chị mình trên kênh YouTube mình follow hay những cái nhận định chia sẻ của em trong xuyên suốt khoảng 2 tháng vừa qua. Không phải bây giờ mà mới cầm cổ phiếu mà mình đã cầm từ những cái vùng chân đáy dưới đi lên của thị trường trước những cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, quanh cái vùng đáy 1.170 của thị trường chung. Khi lên cao em vẫn nói chị mình là những cái chuyện hả, chúng ta vẫn nắm cổ phiếu đấy, thì bây giờ nó chỉnh xuống trở lại là vận động hết sức bình thường, chứ không phải là khi lên cao rồi nhảy ra nhảy vào lao vào mua khi vượt 1.300 rồi thị trường rủ xuống lại vác ra bán lại hô thị trường sập. Mọi người lưu ý ha, hay quan điểm của em mình nó vẫn là như thế, mình không có thay đổi về quan điểm của mình đấy. Cho nên bản chất phiên ngày hôm nay cũng vậy đó, cho nên ở một góc độ nào đó thì nó giải tỏa được tâm lý cho những người cầm cổ phiếu, nhưng ngược lại hướng xấu anh chị nào mà mình đi bán cổ phiếu thì ngược lại là gì, hôm nay là mình lại càng áp lực thêm. Tại vì thị trường đóng cửa ở một vùng giá là 1.254 thì đồng nghĩa với những cái việc mà chị mình thấy thứ sáu mà mọi người có bán ra thì nó đúng với những cái yếu tố mà nhà tạo lập họ mong muốn, chính là đây là cái phiên gì, phiên wash out, đây là một cái phiên ép bán của tổ chức và họ mua trở lại ở những vùng giá thấp. Khi mà em đã đặt ra một cái câu hỏi trong cái buổi video cuối tuần đó, là thứ sáu theo góc nhìn của chị mình là tổ chức họ mua hay là họ bán, thì cũng có những sự đan xen về cái bình luận bên dưới, có người nói là thị trường mua, có người nói là tổ chức họ bán. Thì nếu như bản chất khi mà tổ chức họ bán trong ngày thứ sáu thì phải tiếp diễn ngày hôm nay là những phiên áp lực bán cực kỳ lớn, nó sẽ tiếp tục cái đà bán xuống chứ nó không có phải bật trở lại mà hồi phục tăng đâu đó khoảng tầm 9 điểm như ngày hôm nay. Nhưng mà nhiều anh chị mình sẽ nói là thị trường tăng khối lượng thấp là một thị trường yếu, thì em cũng sẽ đưa ra cho anh chị mình góc nhìn như thế này. Bản chất những ai cần bán thì em nói anh chị mình là những cái lượng nhà đầu tư cuối cùng mà lì nhất của thị trường thì cũng đã bán hết trong ngày thứ sáu đấy. Còn quan điểm của em là mình đã đưa ra cho anh chị mình trước về cái kịch bản thị trường sẽ rũ về khủng cái vùng biên xe quay dưới đấy, cho nên vì thế mình không bất ngờ với cái dạng mà thị trường nó ép bán như ngày 16. Nhưng mà cái điều mà anh chị mình cần nhìn á là nó không có yếu tố về khối lượng, không có yếu tố về volume, thì đồng nghĩa là không phải là cái phiên mà tổ chức họ bán, mà đa phần họ ép đè tâm lý, đè giá cổ phiếu xuống và nhà đầu tư cá nhân lo sợ. Anh chị mình sợ thì mình cầm cổ phiếu rồi mình bán. Thì ngày hôm nay anh chị mình thấy không? Về cái càng về cuối phiên, thị trường càng có những cái sự lan tỏa về yếu tố hồi phục và đóng cửa cao nhất phiên tăng đâu đó khoảng tầm 9 điểm. Thì đa phần những cái mức giá mà anh chị mình bán ra trong ngày thứ sáu đa phần đều là những vùng giá thấp nhất trong 2 ngày gần đây, mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên khi mà chúng ta quay trở lại với thị trường chung, khi mình nhìn về một cái yếu tố về hành vi và dòng tiền thì đây gọi là cái bộ nến về stopping volume 3 trong những cái phương pháp VSA ấy, thì đây gọi là cái bộ nến nó xà tạo cho thị trường chung cái đáy thứ nhất rồi đáy một anh chị, một cái giảm điểm này,
cây nhịp sau đỡ cung trở lại nè, thì cây đỡ cung đỡ thứ nhất thì nó tạo cho thị trường chung stopping volume 3 và đáy 1. Thì cái này nó xuất hiện rất là nhiều trên thị trường anh chị. Đấy, ví dụ anh chị mình cùng nhìn nè, những cây đỡ cung nè, thì mình nhìn lại trong những cái giai đoạn thời điểm thị trường, trong cái quá trình ví dụ ở đây cũng thế nè. Anh chị mình nhìn nè, một cây ép bán nè. Anh chị mình thấy không? Không có yếu tố về khối lượng, khi mà nó giảm về vùng biên dưới nè, ép bán nè, không có khối lượng nè, cây nhịp sau cây đỡ cung lên nè. Thì anh chị mình ghép 3 lại về một cái hợp ghép 3 ấy, đây gọi là stopping volume 3, gọi là đáy 1 của thị trường chung. Đấy, cho nên em đánh giá trong ngắn hạn cái vùng quanh 1240 này bản chất là những cái vùng đáy. Đấy, cho nên đó cũng là một trong những cái tiêu chí lý do vì sao mà vùng này em nói chị mình trong hệ thống thứ nhất là chúng ta không đi bán tháo theo tâm lý đám đông, mà ngược lại là chúng ta sẽ hành động mua với những cổ phiếu chiến lược dài mà chiết khấu đủ khi mà quanh cái vùng biên 1240 này. Mọi người lưu ý nói chiến lược trong hệ thống thì em đã đưa ra cho chị mình nó rõ ràng và em cũng đã phân tích với chị mình trong buổi video cuối tuần, chứ không phải là hôm nay thị trường lên thị trường xanh em mới ngồi đây em phân tích với chị mình, không phải là như thế anh chị. Đấy, ví dụ chị mình thấy những cái diện mà stopping volume 3 nè, chị mình thấy không, cây đầu tiên là cây giảm nè, ở đây cây đầu tiên thị trường giảm 44 điểm nè, cây sau thị trường hồi là 30 điểm, thì những cái diện này gọi là stopping volume 3. Mà anh chị mình thấy á, những cái diện mà stopping volume 3 cây đỡ cung thì bao giờ khối lượng ở vùng đấy cũng là một cái vùng khối lượng thấp, tại vì tâm lý nhà đầu tư mình ví dụ như ai cần bán mình đã bán hết rồi, thì hôm nay chắc gì anh chị mình đủ sự tự tin để mà mình dám quay trở lại mua ngay khi mà thứ sáu mình vừa mới bán ra. Mình lưu ý kỹ anh chị nhé. Đấy, cho nên dẫn đến cái chuyện hay thị trường khối lượng thấp là vận động hết sức bình thường, là điều tất yếu anh chị. Đấy, hoặc mình thấy những cái diện này, những cái cây stopping volume 3 này, cây giảm này, cây chỉnh là cây hồi này, những diện stopping mà ở vùng đáy lúc nào khối lượng cũng thấp hết đó. Đấy, mọi người lưu ý. Cho nên mình nhìn lại một số yếu tố về trong cái giai đoạn năm 20 đây cũng là stopping volume 3 này, cây wash out này, nhưng mà đây gọi là cây stopping volume 3 đơn, nghĩa là trong phiên đạp và rút chân luôn. Còn những cái dạng như ngày hôm nay và thứ sáu ghép ba lại á, thì nó gọi là ghép ba đôi, những cái phiên tạo đáy đôi anh chị nha. Ví dụ anh chị mình nhìn nè, những cây đi ngang là đạp cái nè, cây sau cây đỡ cung nè, anh chị mình thấy không, những dạng này stopping volume 3 nè, cây giảm nè, cây sau là cây hồi trở lại nè. Anh chị mình thấy không, thì nó sẽ xác nhận về thị trường chung đây những cái vùng đáy ngắn hạn. Đấy, trên cái phiên ngày hôm nay cũng là một trong những cái tín hiệu tạo đáy của thị trường, đây cũng là tương tự như thế nè. Anh chị mình nhìn những cây trường đạp nè, nếu sự nỗ lực về khối lượng, cái yếu tố về khối lượng rất là quan trọng. Nếu như chị mình không nhìn được yếu tố về khối lượng thì em nói chị mình thứ sáu là cực kỳ tâm lý. Thế mà em nói những con như BVT mà thứ sáu đem bán ra là hôm nay em nói chỉ là ngồi nhìn nó tăng trở lại thôi. Thứ sáu nó giảm 1% nãy tăng lại 3%, thì chắc chắn một điều là ngồi nhìn nữa, làm sao dám quay trở lại mà mua ngay anh chị. Đấy, nhưng mà ngược lại trong mọi góc hàng bên em cái buổi thứ sáu em cũng đã nói chị mình rất kỹ đúng không. Đấy, cái lúc mà em nói cả thị trường đều rất lo về cái việc là nắm cổ phiếu tiếp tục với những cái vị thế đó hay là mình đi bán, thì vào lúc đó em nói chị mình trong room rất rõ ràng, vào lúc khoảng 2:28 rung lắc ở vùng này thì mã là chiết khấu chiến lược dài, mọi người lưu ý và canh mua nhé. Cái vùng mua là em đã đưa ra cho hệ thống bán hàng ở trong ngày hôm trước rồi, thì cứ vùng đó chị mình cứ bám theo mà mình hành động, lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, tại vì góc nhìn của em thì mình đã đưa ra cho chị mình rồi, chứ không phải lúc thị trường nó giảm mà mới nói trước. Đấy, cho nên ở một góc độ nào đó thì với những cái phiên mà stopping volume 3 như ngày hôm nay là những tín hiệu tạo đáy trong ngắn hạn của thị trường chung. Đấy, cho nên ở một góc độ nào đó thì theo góc nhìn của mình nha, thì ví dụ như những cái dạng mà thị trường nó tạo như thế này nè, thì vài cây có thể test đi test lại vùng này là việc bình thường. Mọi người lưu ý nha, thấy hoạt động test lại là việc rất là bình thường của cổ phiếu. Đấy, nhưng mà ví dụ cái việc mà thị trường ở đây nó sẽ hướng tới, thì góc nhìn của em á, sau những cái điểm mà wash out nè, thì nó sẽ hướng về drop test lại quanh cái vùng biên 1280, 1285 quanh cái vùng này. Mọi người lưu ý ấy, trên ở bán chấp ở những cái vùng mà một quanh 1240, 1250 á, là em đánh giá một cái biên độ điều chỉnh, một cái biên độ những cái vùng em gọi là vùng rũ cuối ấy, là vùng giá em nói chị mình là tương đối hợp lý để anh chị mình hành động mua, hơn là việc là anh chị mình hành động bán ra ở vùng này là nó không hợp lý anh chị nha. Đấy, cho nên khi mà những cái biến động của thị trường ở đây á, thì với góc nhìn của mình á, thì nó cũng đã nảy sinh, khi mà video cuối tuần em nói về việc thị trường này thị trường cơ hội á, thì cũng đã nảy sinh rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều ở trong một cái buổi video cuối tuần, trong buổi bình luận anh chị mình có thể xem mình thấy á. Đấy, thì em thì một người là mình cũng bản chất là mình cũng rất là thoải mái cho cái việc mà để cho anh chị mình bình luận, cho nên ví dụ những cái ý kiến mà nó không phù hợp hoặc là những cái quan điểm mà nó có sự phản biện về yếu tố về trái chiều hoặc là không logic với những cái hệ thống bán hàng bên em á, hoặc là hệ thống anh chị mình đang xem trên kênh YouTube á, thì em cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, để lại một tim và phần còn lại là gì, phần còn lại là đó có thể coi như là bình luận cuối cùng của anh chị mình trên kênh này, là cho một cái ẩn bình luận luôn. Đấy, đơn giản là như thế. Đấy, cho nên lúc đầu mà em làm video á, thì em nói chị mình rồi, video này sẽ dành cho những nhà đầu tư cầm cổ phiếu, những nhà đầu tư quan điểm là thị trường cơ hội và đi lên. Còn những nhà đầu tư cầm tiền mà vô đây hy vọng là cái việc mà em phân tích thị trường sập, thị trường gãy, thị trường phân phối á, thì cá nhân em lại chưa nhìn những góc nhìn như thế, và mình chưa thấy được những cái hành vi bán tháo hoặc là hành vi phân phối gì của tổ chức đó. Đấy, cho nên phiên ngày hôm nay nó cũng rất là hay,
Còn ví dụ như việc đúng hay là sai thì em nghĩ là thời gian sẽ trả lời. Còn trước mắt thì thị trường sẽ về đó quanh vùng biên 1280. Thì về đó mình sẽ đánh giá tiếp với chị mình về những cái xung lực dòng tiền, hoặc là thị trường ở đây mà nó muốn nhịp rũ cuối nè, mà đây thị trường nó vào sóng luôn á, thì bạn chắc là phải xuất hiện một cái tín hiệu của dòng dẫn dắt anh chị nha, phải bắt buộc phải có dòng dẫn dắt thì nó mới dẫn dắt thị trường chung vào những cái đoạn uptrend. Tại cho nên trước mắt thị trường về 1280 thì mình sẽ đánh giá với chị mình trong vòng phiên tới dòng tiền nó có liên tục chảy vào thị trường hay không, và dòng dẫn dắt có xuất hiện hay không. Đấy, ví dụ như em nói đôi ngày mai mà dòng dẫn dắt có xuất hiện, dòng tiền nó đi vào rất là mạnh mẽ, dòng tiền nó đồng thuận chảy vào rất mạnh là những cái cổ phiếu, là thị trường của chúng ta là ngay những vùng đáy và đi lên luôn, không có chỉnh test gì hết anh chị, lưu ý kỹ nha. Đấy, cho nên em nói chị mình trong ngày không bán hàng á, trong cái bài phân tích buổi sáng ngày hôm nay á, thì em nói chị mình là vận động tuần này của thị trường nó cũng sẽ rất là quan trọng. Có thể nói là từng phiên giao dịch nó đều là những cái phiên mà chúng ta phải ngồi đánh giá nghiên cứu rất kỹ. Ví dụ nếu như mà hôm nay mà thị trường nó bị bán tháo khối lượng lớn, khối lượng cực to, con nào cũng sàn lăn ra sàn hết thì coi như là game over. Hay những cái nhận định của mình nó đều sai hết và mình cũng phải hành động thôi. Đấy. Nhưng mà may mắn hay là hôm nay thị trường cái đỡ cung, thị trường nó đỡ cung lên trở lại. Đấy, thì đồng nghĩa thứ sáu là cây wash out. Thì anh chị nói chị mình rất kỹ đúng không? Từng này là từng rất quan trọng để quyết định được cái xu hướng ngay trong cái nhịp tiếp theo, và cũng như là sẽ quyết định được cái chiến lược của hệ thống bán hàng bên mình. Đấy, nếu như sai chúng ta sẽ làm gì? Còn nếu như đúng thì mình sẽ làm gì? Nhưng mà trước mắt em nói chị mình rồi, thị trường ở đây là quá trình tích lũy 6 tuần ở quanh cái biên 1250, 1300. Đấy. Thì cái nhịp ngắn hạn, những cái nhịp rũ cuối 60 điểm với những cái phiên mà giảm khủng biên sideways dưới á, 1250 á, anh chị thấy ngày thứ 6 khủng biên sideways dưới nè. Đấy. Thì nó đã tạo những cái nỗ lực ép bán cuối cùng để cơm hàng ở những vùng giá thấp của tổ chức. Đấy, thì nó đúng theo những cái kế hoạch kịch bản mà em đã đưa ra cho anh chị mình 2 tuần trước. Cho nên khi mình đưa ra kịch bản trước mà nó đúng với những kịch bản kế hoạch của mình thì phần còn lại làm gì? Là mình hành động mua. Đấy. Ví dụ nhiều anh chị mình trong hệ thống bán hàng thì anh chị mình cũng biết đúng không? Nó không phải bây giờ mới nói. Đấy. Cho mình đã đưa ra cho chị mình trước nè, ví dụ nè, vào ngày thứ tư, ngày 19 tháng 6 nè, thì nhìn volume hấp rũ bỏ như thế này là tích cực. Thì ngắn hạn đè điểm số về dưới cái biên sideways dưới là 1250 và lấp luôn cái gap 1260 là bình thường. Em cũng đưa ra trước cho chị mình cái tinh thần để mình tránh cái việc mình hoảng loạn. Và những cái quá trình mà thị trường nó rung rắc cái điều chỉnh á, là hành động lúc đó là để cho chị mình tham gia, chứ không phải là thời điểm để cho chị mình đi bán. Đấy, cho nên khi mà nó đúng với những yếu tố của mình thì em đưa ra cho chị mình trong hệ thống khách hàng những cái vùng giá để cho chị mình mua với những cổ phiếu. Đấy, mình mua lần hai, cái cách đi vốn này nó chị mình là cực kỳ quan trọng. Ví dụ nhiều anh chị mình nói đoạn này em lại tài cược all in tất tay vào dòng dầu khí, đúng là em đã cược vào dòng dầu khí. Nhưng mà cái cách đi vốn không phải là mình mua tất tay, mình mua all in quanh vùng này. Ví dụ em nói ví dụ kinh điển một cổ phiếu như là BVS đi, em cho chị mua quanh cái nền thì xuyên suốt nó chạy quanh cái nền trong vòng một tháng anh chị, quanh vùng 42, 43, 44, 45 thì nó quanh quẩn quanh cái nền mà nó có đi đâu đâu anh chị mình thấy không? Đấy, những cái nhịp rũ bỏ cái khối lượng thấp như này không phải không có làm cho cổ phiếu nó bị gãy chen, nó cũng không làm để thay đổi cái xu hướng của cổ phiếu, mà nó chỉ rung lắc rũ bỏ theo thị trường. Mọi người lưu ý á, đấy. Và cái điểm quanh vùng nền này nè, chúng ta chỉ phân bổ vốn là gì, làm một làm ba lần mua. Cái lần thứ nhất là lần lấy vị thế 30%, đấy là mình lấy vị thế 30% là hướng dẫn anh chị mình quanh vùng nền lấy vị thế. Nhiều anh chị mình hỏi em là có mua thêm không, em nói không, chỉ mua một lần thôi, tránh cái việc mà những cái điểm rũ như thế này nè anh chị mình đu vào nhiều á nó bị tâm lý đấy. Nên cách đi vốn nó cực kỳ quan trọng. Nhưng mà những cái điểm rũ khi mà xuất hiện nè thì ở đây là báo cho anh chị mình mua này. Những cái vùng ví dụ quanh 40.5, 41 là vùng cho anh chị mình hành động mua, chứ không phải là thời điểm đó mà bắt đầu mà vội lo lắng cái việc mà vác ra bán. Cho anh chị mình thấy không, cách đi vốn nó rất quan trọng. Ví dụ đôi khi anh chị mình không hiểu được cách đi vốn, cứ mua mua vô tội vạ, có bao nhiêu tiền vào đánh hết mà cổ phiếu nó chưa vào sóng đi lên là em nói chị mình cực kỳ áp lực, kỳ vọng nhiều mà nó không lên dẫn đến thành thất vọng, mà nó chỉnh nó rủ một phát là vác hàng đã chạy. Cho nên đây là cái vùng mà em đưa cho anh chị mình trong hệ thống đó. Những cổ phiếu khớp một cái vùng đó là lần điểm mua lần hai cho anh chị mình, lần một mua quanh nền rủ cuối mua lần hai, và chờ những cái điểm mà em nói trong tuần này mà những cổ phiếu của dòng dầu khí mà nó xuất hiện một cái tín hiệu của dòng tiền mới xác nhận đi lên thì nó sẽ bước vào những cái nhịp chính sóng sau những cái pha tích lũy SOS kênh trên, rũ bỏ kiệt về thanh khoản anh chị mình ha, rũ bỏ kiệt về volume luôn, tín hiệu cực kỳ tốt. Cái bây giờ cần thiếu của dòng dầu khí ở đây á, sau rũ bỏ nè là nó phải chờ gió đông, dòng tiền vào em nói chị mình có bao nhiêu tiền đây mới đánh hết nè. Thời điểm mà dòng tiền vào ở đây mới là điểm đánh all in đánh tắt tay nè, chứ không phải chị mình đi vốn mà all in tắt tay ngay cái vùng nền này là sai, mà chúng ta phải phân bổ làm 2 đến 3 vị hơi mua là như thế. Đấy, lưu ý kỹ. Mọi người trong room mình chị mình hãy kiểm chứng lại và cách đi vốn em chia sẻ mọi người. Đấy. Một cổ phiếu như BVT cũng vậy. Dù em mua từ những cái vùng chân nền quanh vùng 28, 28.5 có lại, mất lại là việc bình thường. Tại vì em xác định ở đây là mình vào mình lót ổ trước những cái vùng chân nền của cổ phiếu. Đấy. Còn ví dụ anh chị mình đây mình mua nè, lên đây gia tăng nè, rồi bắt đầu nó rủ lên cái là bắt đầu tâm lý anh chị mình thấy không? Đấy, mà những cái điểm nổ này nè là cái điểm mà em cực kỳ lưu ý với anh chị mình là không đánh mua thêm,
Đấy, nhưng mà điểm rũ trở lại là anh chị mình nên mua. Ví dụ như anh chị em 32 á, thì đu vào mua, mà đâu đó về 28 á, 29 á, thì lại chê. À, trong khi đó đối với góc nhìn của em là mình mua tại nền, nó rũ vào cái nhịp rũ cuối là test đáy kịp thanh khoản là điểm anh chị mình canh mua thêm. Đây ví dụ riêng với những cổ phiếu như BBT nha, ngày mai mọi người theo dõi kỹ nè, đây quá trình test hai đáy nè, một đáy nè, hồi lên test lại nè, anh chị mình thấy không? Cho nên những ai mà cần bán thứ sáu test lại cái là cũng bán à. Nếu không có nhìn được yếu tố về cung cầu nè, test lại là gì, kiểm tra cung cầu khối lượng thấp hơn nè, ngày nay cái đỡ cung, anh chị mình lưu ý cái đỡ cung này nó chỉ là cực kỳ tốt với những cổ phiếu như BBT, không cần khối lượng lớn, vùng này không cần khối lượng lớn, tại vì sự đu bám của nhà đầu tư không còn đấy. Cho nên nó ngày mai BBT gió đông vào thổi lên một cái xác nhận dòng tiền volume ngày mai chỉ cần đâu đó khoảng tầm tầm 7 triệu cổ phiếu thôi, mà cổ phiếu tăng được biên tầm 5 đến 7% là hợp lý, ta xác nhận một cái cây pivot điểm mua thì cái điểm mua này sẽ bước vào nhịp chính xong. Cho nên thời điểm này ở vùng này ấy, nói chị mình luôn nha, cầm tiền thì nên tập trung mà nghiên cứu về cơ hội cổ phiếu, chứ góc nhìn của em đây không phải là một thị trường rủi ro đấy. Còn đúng sai thì em nghĩ là để thị trường trả lời, nhưng đến thời điểm này mình vẫn nói với chị mình là góc nhìn của em là góc nhìn thị trường là đi lên, thị trường cơ hội sau vùng tích lũy này sẽ là một cơ hội rất lớn cho anh chị mình. Và thì cá nhân mình đánh giá cao và cái dòng dẫn dắt với những tiêu chí khả năng vào sóng là của dòng cổ phiếu dầu khí, cho nên vì thế là mình vẫn cầm xuyên suốt trong 2 tháng vừa qua. BVT từ lúc mua lãi 12% rồi mất lãi âm vốn và bây giờ mới quay trở lại đang có lãi tiếp ấy, thì có thể một có ví dụ cho anh chị mình, nếu anh chị đang cầm BVT chung với em thì đây là một cái ví dụ của những cái niềm tin mà anh chị mình follow em. Ví dụ BVT chị mình nhớ từ những ngày đầu em vẫn nằm ở đây đó, giá vốn 28.5 ấy, thời điểm mình lãi 12% từng rồi mất hết lãi âm vốn luôn, bây giờ quay trở lại lãi ngược lại 3%, nghĩa là mình đã trải qua rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc của cổ phiếu à. Mà lý do vì sao em lại không bán? Thứ nhất là mua vì lý do gì thì bán vì lý do đó. Nhiều anh chị mình nói em mà tại sao không chặn lãi đi em? Nhiều tại anh chị mình sao không bán đi em? Nếu bán ngày 16 thì bây giờ làm gì còn hàng cổ phiếu? Còn thật ra nếu mà cá nhân em mình bán á là mình đã bán từ những cái cây mà bùng nổ thất bại ở đây nè anh chị. Nhưng bản chất là mình đánh dài, nếu mình bán ra là mình mất đi những cái vị thế tốt của cổ phiếu. Tại vì mình chắc gì mình đã biết nó chỉnh được về đấy. Lưu ý kỹ là nếu em biết như thế mà cứ bán cao mua thấp như thế thì rất dễ để làm giàu. Thôi thì mình đầu tư mình cứ làm việc dễ đi, mà đôi khi em nói chị mình chốt lại những con BVT ra ấy, là lại lao vào mua những con khác nó lỗ cũng như vậy à, mà mất đi cái vị thế giá vốn tốt là càng tâm lý hay khi vì thế anh chị mình cứ ngồi im một chỗ đi cho tùy cái chiến lược của hệ thống khách hàng bên em, anh chị thấy à, phù hợp quan điểm thì mọi người có thể nghe đấy, còn em thì không có muốn gọi là anh chị mình nhảy ra nhảy vào liên tục, nó làm cho anh chị mình rất là mệt mỏi, tại vì anh chị mình còn nhiều thời gian để mình còn tập trung vào công việc chính, cho nên chiến lược của em là hướng dẫn anh chị mình đánh sóng. Ở đây thì những cổ phiếu như BBT kênh trên xu hướng lên, những cái vùng này vùng tích lũy SOS, nó phải là những cổ phiếu đau trên, nó phải là những cổ phiếu kênh dưới, những con này những cổ phiếu có dòng tiền thì khi mà mình thấy à, nó điều chỉnh bình thường hay cung cầu thì chỉnh lại em cho anh chị mua thêm lần hai đấy. Còn bản chất mình không thấy được cái hành vi dòng tiền tổ chức họ bán tháo, hành vi dòng tiền tổ chức họ phân phối thì không có lý do em báo anh chị mình bán. Còn những con T cộng thì vào nhanh ra nhanh, cược đi lên fail thất bại thì mình phải cắt lỗ là bình thường, nhưng chiến lược dài mua thứ nhất là phải phân bổ vốn làm 2 đến 3 vị hơi mua. Đấy, mọi người lưu ý phải chọn vị hơi mua chứ không phải lúc nào giá nào anh chị mình cũng mua. Anh chị mình nhìn là những con như DG nó cái quá trình test đáy ngày hôm nay của BBT em nói chị mình mang tính tương đồng so với những cổ phiếu như DG. Thì đây là cái lần không phải là lần đầu tiên mà em nói chị mình về những cái dạng tích lũy kênh trên SOS của dòng dầu khí hiện tại nó tương tự với những cổ phiếu như DG. Và con BBT là con mang tính chất tương đồng cao nhất. Đấy, những cái cây điểm giảm này chứ không? Nó vượt đỉnh thất bại nó phải cũng đấy. Nó nguyên tắc rồi. Cũng đấy nè, rủ bỏ hết những nhà đầu tư đu ở trên. Sau này nhiều anh chị mình nhìn lại nè, vì sao trong một uptrend con DG tăng từ 18 lên 100 mà anh chị mình lại không kiếm được tiền á, là mua sai điểm. Cho nên điểm mua nó rất là quan trọng anh chị, nó phải lúc nào anh chị mình cũng mua, mua sai điểm nó rủ từ đâu đó khoảng tầm 29 mà nó về đây còn 24 là mất 5 giá. Mất 20%. Thì bản chất lỗ 20% vét ra cắt. Khi mà nó cũng hỗ trợ nè, tại vì nhiều anh chị mình cứ dựa em hỗ trợ mình đánh nè. Cũng 25 là vét ra bán sạch nè. Cho đó nó đỡ cung lên stopping volume 3 nè, anh chị mình thấy không? Nó giống cây của thị trường ngày hôm nay không? Đây là stopping volume 3 nè. Thì sau đó stopping volume 3 nó phải test lại. Thì ở đây thị trường nó có những quá trình nó cũng test lại, cổ phiếu nó cũng test lại. DG nó cũng quay về test lại. Đấy, cây giảm 100, cây giảm sau đỡ cung. Đấy, rất là tương đồng nè, cây test lại nè, giảm 1% nè, cây đỡ cung số 2 nè, tăng 3%. Thì BBT là cây ngày hôm nay nè chị, cho nên ngày mai em chỉ cần gì? Gió đông vào, dòng tiền vào. Đấy, chị mình đánh. Đấy, đang có tiền gia tăng thêm. Hoặc chị là cầm tiền thì đây là một cơ hội cực kỳ lớn cho anh chị mình. Để tập trung và đánh xong chính cái việc mà sau này nó lên ầm ầm bỏ lỡ sống, bắt đầu lên 1.300 mới đi hô hào cơ hội lại chủ một phát nữa là đem ra cắt lỗ rồi hô rồi dừng đau chi, lưu ý kỹ đấy. Cho nên quan trọng nhất là phải nhìn được bức tranh tổng thể của cổ phiếu, xu hướng của cổ phiếu nó đang như thế nào đó. BVT này cho nên nói chị mình rồi, BVT anh chị mình thấy em trong ngày không em vẫn nắm chứ mình không bán nha đấy, mình nói một là một, hai là hai, quan điểm mình nói thị trường cơ hội đi lên thì cổ phiếu vẫn cầm ở đây đấy. BVT này. BLX này.
BRX cũng tương tự như thế anh chị nha. Đó, mình vẫn nắm ở đây nè. Quan trọng là cái cách mà chị mình đi vốn cân đối với mục như thế nào. Hệ thống anh em thì chỉ đánh vào dòng dầu khí thôi, mình không đánh vào các dòng khác phân bổ ba mà cổ phiếu dầu khí. À có BVD lỗ đúng không? Ai cũng vậy thôi. Nhưng mà cân đối với mục lại vậy ha, tổng tài sản vẫn đang lãi. À, còn trường hợp ví dụ giai đoạn này em cược sai, ok mình chấp nhận cắt lỗ 8% tổng tài sản, mất hết lãi, cắt lỗ hết. Nếu mà mình sai, nếu mà thiên nga đen mà nó ập tới hoặc là thị trường chung nè mà nó khủng đi cái vùng cây đỡ cung ngày hôm nay nè, thì nó bị bán tháo khối lượng lớn, nó khủng đi cây đỡ cung thôi coi như sai, chấp nhận xử lý, nó việc bình thường đầu tư mà. Mình chấp nhận đánh một cái ván lớn thì phải chấp nhận sai khi mà mình phải phải không đạt kỳ vọng, lưu ý kỹ mọi người ha. Còn những cổ phiếu như BLX cũng thế anh chị mình, em giai đoạn này thị trường chỉnh chứ những như BLX nó đã giảm đâu, chắc gì những cổ phiếu như BLX đã giảm mà anh chị mình đòi bán và chờ chỉnh mua lại, nó vẫn neo quanh cái vùng nền. Riêng con BLX này em đưa cho anh chị mình trong hệ thống vùng giá canh mua mà nó còn chưa khớp đấy, những cái điểm mà test đi test lại liên tục như này kiệt về thanh khoản thì những con này cũng chờ gió đông nữa. Dòng tiền vào là điểm mua cho anh chị mình đánh lần thứ ba điểm gia tăng á, những con này sẽ vào chín sóng và nhịp sâu đấy, cho nên hãy lưu ý kỹ những cổ phiếu đang tích lũy kênh trên cực kỳ tốt của dòng dầu khí đó. Thì góc nhìn của em thì mình đánh vào dòng này, những cổ phiếu như BVC cũng vậy, những con như BVT BLX mà lên những con này sẽ kéo lên ngay, kéo lên ngay anh chị. Những cây rổ và test cung cầu cân bằng kia thanh khoản vùng dưới nè, hôm trước những điểm rổ ngày 16 khớp lệnh là chị mình canh mua nè. Những con như BVD cũng vậy, BVD thì em đang lỗ, nó đang lỗ này hơn 10%, cổ phiếu lỗ nặng nhất trong cái phần mà lấy vị thế quanh nền của dòng dầu khí. Cái xu thế của BVD nó yếu hơn một chút so với mặt bằng chung cái cổ phiếu còn lại trong giờ đấy, nhưng bản chất thì không phải là vấn đề. Những cổ phiếu còn lại lên nó sẽ bật lên, thì nó quá trình nó bật lên trở lại của những con như BVD á, thì em sẽ hướng dẫn cho chị mình đánh giá là cái xung đột con này mạnh hay yếu ở trong thời gian tới. Nếu như yếu rồi mình sẽ đánh tắt tay vào những con mạnh luôn, mình cơ cấu mình đánh vào những con mạnh, cắt lỗ con này đánh vào những con mạnh hơn, đó cách đi vốn. Cho mọi người cứ chờ cái các cổ phiếu nó phản ứng. Còn về mà quanh cái vùng 29 này á, mà anh chị mình đem ra cắt lỗ là sai lầm. Tại vì về những cái vùng chân hỗ trợ cứng của cổ phiếu này, đỉnh trước nè, đỉnh trước nè, đáy trước nè, là những vùng hỗ trợ cổ phiếu. Thì vùng này em báo cho chị mình canh mua điểm là thứ hai. Đấy, thì lên mình sẽ đánh giá như thế nào rồi mình sẽ hướng dẫn cho chị mình chi tiết trong hệ thống khách hàng. Đó, quan trọng là cách anh chị phân bổ vốn, đi vốn nó quan trọng. Này, lưu ý kỹ mọi người ha. Thì đó là em chia sẻ anh chị mình rất thật lòng. Hệ thống khách hàng bên em mua bán như thế nào thì mình đều chia sẻ với anh chị mình như vậy. Tại vì em biết là nhiều anh chị mình trên kênh YouTube hoặc là trong room cộng đồng đi, anh chị mình cũng follow em. Đấy, thì mình rõ ràng, sai mình nói sai, lỗ mình nói lỗ, cắt mình nói cắt. À, chứ mình không có phải là mình nói cắt lỗ mà nói mình cầm, hoặc là mình bán rồi mình nói mình đi cầm tiền, hoặc là mình cầm cổ phiếu mình thôi trường gãy là không phải. Mình cầm cổ phiếu ở đây, mình vẫn nói anh chị mình là phải cầm qua những nhịp rũ cuối này. Thì mình đánh giá đây là nhịp rũ cuối. Còn ngoài phiên tới sẽ liên tục xuất hiện những cái điểm dòng tiền chảy vào cổ phiếu. Ví dụ như ngày hôm nay đi. Ngày hôm nay thì anh chị mình cũng thấy được là một vài cái yếu tố xuất hiện của những cổ phiếu nào, những cổ phiếu MWG. Những cổ phiếu MWG anh chị thấy không, những con kênh trên dòng tiền vào. Đây là nguyên lý test 3 đấy nè, 1 đấy, 2 đấy nè, 3 đấy. Thì nguyên tắc nguyên lý cổ phiếu mà test 3 đấy mà không khủng á, thì xác suất mà nó khủng vùng này là không cao. Lưu ý kỹ mọi người á, trong cái nhịp vừa rồi thị trường rung lắc mà những con này vẫn giữ giá tốt nè. Đấy, sau điểm rũ test 3 đấy thì nay dòng tiền vào. Thì mình hướng dẫn chị mình đánh ngày hôm nay điểm mua của những cổ phiếu như là MWG. À, thì buổi sáng ngày hôm nay em cắt ra những cổ phiếu như RVR khi mà nó bị fail á chị, nó nổ lên mà nó quay lại thì phủ đỉnh bị fail nè, thì sẽ mất thời gian để kiểm tra cung cầu. Thì mình sai mình đánh cược T cộng, mà mua vì lý do gì mình sẽ bán vì lý do đó. Đấy, những điểm này cược nó phải lên ngay nhưng mà lại phủ đỉnh quay trở lại, thì mình cơ cấu ra mình cắt lỗ anh chị để mình đánh những con cổ phiếu MWG buổi chiều. Đấy, thì ở một góc độ nào đó hôm nay dòng tiền nó xuất hiện trước cái những cổ phiếu MWG, một con kênh trên VN30 trụ blue chip, thì mình thấy nó sự an toàn của thị trường á. À, và vài phiên tới sẽ liên tục những cổ phiếu mà dòng tiền nó chảy vào, thì con nào chảy vào dòng tiền những con kênh trên thì nó sẽ là những điểm mua cho chị nhà đầu tư. Cho nên đặc biệt lưu ý kỹ nha, đặc biệt những cổ phiếu ví dụ như BVT rồi nè, ngày mai mình những con này mà xác nhận dòng tiền nó xuất hiện dòng dẫn dắt luôn á, những con này bây giờ nó chỉ thiếu một điểm là dòng tiền để kích hoạt bước vào giai đoạn chính sóng ấy, cho nên phải có sự chuẩn bị nó kỹ càng anh chị. Thì đó là những cái quan điểm góc nhìn của hệ thống khách hàng bên mình. Và những con như TNG cũng vậy nè, cây T cộng của cây pivot về nó vẫn giữ giá và đánh lên tiếp đúng không, hiện nay vẫn tiếp tục là điểm mua cho anh chị mình với TNG nè anh chị mình thấy không. Những con kênh trên dòng tiền vào nè, những cổ phiếu như TNG nè, cây pivot nè, rủ phát hàng về đánh tiếp ấy, nó giống với MWG. Nên hôm nay ví dụ chị mình mua một trong hai con này nó vẫn hợp lý đó, nó xuất hiện điểm mua. Mà một vài trong phiên ngày mai thì nó chị mình là những con như BVT rồi nè, BLX là những con kênh trên của dòng dầu khí, là những cái tín hiệu quan trọng để đánh giá về con sóng của dòng cũng như là tín hiệu của thị trường. Ngày mai mà dòng tiền mà nó chảy vào những con này là rất ok, và lần lượt dòng tiền ví dụ khi mà thị trường đã có những tín hiệu tạo đáy á, thì dòng tiền sẽ lần lượt chảy vào thị trường đấy. Cho nên một vài cổ phiếu tiếp theo ngoài ra có những cổ phiếu như Khang Điền rồi, dù bất sản Khang Điền là mấy đẹp nên những cái dạng mà anh chị mấy rủ xuống siết biên siết nền kia thanh khoản ra test cung nè, với những cổ phiếu như Khang Điền đó, những con kênh trên như thế này là những con chị mình phải đáng chú ý. Ví dụ nói gì ngày mai dòng tiền vào điểm mua đấy, những cổ phiếu ví dụ như em thấy những cổ phiếu Hoa Sen đi, Hoa Sen thì em vẫn còn cầm, thì mọi người cũng thấy đây tài khoản cá nhân của em nè, nay em cắt ra RVR cắt lỗ nha, cắt lỗ 4-500 luôn á, mua sai mà. Thì mình qua mình mua con 1LG buổi chiều,
Nhưng mà hoa sen em vẫn còn nắm ở đây nè, mua 20.000 vẫn nắm tới giờ nè, kẹp vùng giá 25 nè. Cái bản chất vẫn nói chị mình đây là kẹp hàng. Tại vì bản chất giai đoạn này vừa rồi trường chỉnh mà nhiều anh chị mình quan điểm là nắm cổ phiếu thì buổi video cuối tuần nhiều anh chị mình chửi em là bị kẹp hàng. Thì thôi mình nói mình bị kẹp hàng. Đấy. Nhưng mà may mắn kẹp thì có lãi nó cũng đỡ. Đấy. Một vài cổ phiếu cân đối được cái danh mục. Còn ví dụ em thì mình đặt trong vòng dầu khí cá nhân nghe là mình đánh con BBB từ những nhịp đầu tới giờ rồi. Thì em nói chị mình hôm trước em có 50 ngàn. Thứ sáu em mua thêm 30 ngàn nữa. Mua ATC, ATC con BBB này mua thêm 30 ngàn nữa. Đó. Thì tổng bây giờ cái số lượng là 70. Đấy. Thì đó là danh mục mình cũng chia sẻ cho mình rõ ràng á. Ví dụ anh chị mình trong ngoài có khách hàng đầu tư nắm cổ phiếu, em ở đây vẫn cầm cổ phiếu. Đó bình thường. Đấy. Mình vẫn cầm ở đây đó. Quan trọng nhất mình thấy ở những cái vùng chiết giá hố, chiết khấu giá tốt thì mình mua và mình đánh giá được những cái bối cảnh bên ngoài. Ví dụ hôm trước đã nói với chị mình rồi. Ví dụ tăng trưởng GDP cuối tuần tin ra to, cực kỳ tốt. Đấy, cái nội tại nền kinh tế Việt Nam rất ok. Đấy, chính phủ mục tiêu năm nay là gì? Giữ mức lãi suất thấp nhất có thể để mục đích là phát triển nền kinh tế, chứ không phải là mục đích ở đây là kìm hãm lạm phát, không phải là giữ, không phải là cái gì cả, mà mục đích là tăng trưởng kinh tế và hồi phục. Đấy. Cho nên mình thấy bản chất GDP cuối tuần của Việt Nam tốt nè. Và buổi chiều ngày hôm nay cũng ra một số yếu tố thông tin về những nền kinh tế đầu tàu. Ví dụ như ở đây thì mọi người thấy là Thành phố Hồ Chí Minh, đấy, 6 tháng tăng trưởng cao nhất trong vòng khoảng 5 năm. Đấy, GDP tăng 6.46%. Đó, bản chất những thông tin mà nó ra vùng đáy á, em đánh giá là thông tin tốt. Còn mà chị mình đôi khi mình nhìn những thông tin này nè mà nó ra khi mà thị trường bây giờ đang nằm ở 1.400, 1.500 á thì mới lo. Còn tin ra mà những cái nhịp thị trường đang rũ bỏ, đang điều chỉnh ép bán wash out kích bán ngày 16 á thì đó những thông tin em đánh giá là tích cực. Đấy. Trên cái bối cảnh về thông tin mình cũng phải nhìn nhận được đó, chứ không phải lúc nào tin ra tin tốt ra là tốt mà tin xấu ra là xấu. Đôi khi tin xấu ra những thời điểm nó lại tốt, mà đôi khi em nói chị mình những tin tốt ra những thời điểm giá cao thì nó lại xấu. Nó tùy vào cái bối cảnh tin tức và cái vận động của thị trường nó như thế nào. Đấy. Còn chị mình cứ nhìn tin tức mà mình mua bán theo á thì nó rất dễ bị loạn chưởng. Đấy, em thì không mua bán theo tin tức, mình chỉ đọc là đọc tham khảo thôi. Quan trọng nhất mình nhìn cái yếu tố về hành vi và cung cầu, thì quan điểm của mình nó vẫn rõ ràng, vẫn nói chị mình là thị trường này là thị trường cơ hội. Thì đó nên là anh chị nào cầm tiền ở vùng này nè là vùng anh chị mình nên canh mua. Đấy, vô cầm tiền vùng này là sẵn sàng thoải mái trong việc chọn lọc đi chợ luôn. Liên tục em nói chị mình hôm nay là bắt đầu những tín hiệu dòng tiền rồi. Ngày mai ngày mốt sẽ liên tục những tín hiệu dòng tiền. Cho nên cái tuần này là cái tuần em nói chị mình rất quan trọng của thị trường chung. Đấy, cho nên mọi người trong mạng có mặt hàng cũng thế, cũng phải có sự chuẩn bị nó kỹ càng. Đấy, tuần này tuần quan trọng lắm luôn anh chị nha. Để nó quyết định đến cái xu thế của thị trường trong thời gian tới. Nếu mà nó vẫn đúng với những cái kế hoạch kịch bản của hệ thống khách hàng thì chiến lược hệ thống Room vẫn không thay đổi. Đấy. Trên đó là những gì mà em chia sẻ với những anh chị nhà đầu tư mình ở đây để mọi người cũng nắm bắt được. Cho nên ở một góc độ nào đó thì ví dụ như một vài cổ phiếu mà mọi người chú ý, ví dụ như nãy nó chị mình rồi, BBT quan trọng nè, BBT nè, Khang Điền nè, Hoa Sen nè, test lại đấy nè, những cái trạng thái mà kênh trên test đấy nè, test một đấy, test hai đấy nè, nhưng này nó giữ được cái vùng quanh vùng 2-3.5, test 3 lần là hợp lý nè. Kiệt Vong là test cung đỡ cung mà dòng tiền vào là ok. Đấy. Một vài cổ phiếu ví dụ như DCM rồi những con kênh trên thì cũng giữ cái biên tốt nè, test một đấy nè, test liên tục ở vùng biên dưới nè chị mình thấy không. Nhưng mà này ví dụ như chờ gió đông thôi, có dòng tiền vào là những cái điểm đánh được á. Đấy, những con ví dụ như là BC1 thì hơi khó đánh nha, em hiểu hẳn với chị mình luôn là xưa giờ không đánh được con BC1, cho nên chị có duyên đánh con này hợp lý, con này cũng giữ trận tốt. Còn những con ví dụ như RI thôi nè, chị thấy những cổ phiếu như RI nè nổ lên thiếu khối lượng nè, rủ lại ngay cái vùng nền đỡ cung lên, dù gió đông vào dòng tiền xác nhận là điểm đánh. Đấy, lưu ý trên thị trường này cũng sẽ phân hóa. Cho nên những cái lực bật trở lại của thị trường chung em đánh giá là trước mắt sẽ về quanh cái vùng ngày 280 á. Thì trong cái giai đoạn này nè, thứ nhất là sẽ đánh giá với chị mình là xem những cái tín hiệu dòng dẫn nó xuất hiện chưa. Cái thứ hai là sẽ rà soát là cái danh mục của mình. Ví dụ danh mục anh em đang nắm, sẽ rà soát lại xem là những con nào lực bật nó yếu, xung lực nó yếu thì mình sẽ tập trung mình cơ cấu là cái danh mục cho nó hiệu quả hơn để tập trung vào những cổ phiếu mạnh hơn. Đấy, thì đó là những cái chiến lược em đánh giá với anh chị mình. Còn ví dụ anh chị mình vào đây để nghe những cái quan điểm về trường sập và trường gãy á thì không đồng cái quan điểm với em. Đấy, mình chia sẻ với chị mình như thế. Một vài cái vụ cổ phiếu, ví dụ dòng ngân hàng đi, nghe nó cũng bật lên tốt. Chị mình nhìn những con CTG nè, anh chị mình thấy không? Những cái chuyện cái mà tích lũy sideways down nè, tích lũy sideways down kiết về volume nè, chị thấy test một đấy, hai đấy, ba đấy nè, cái đấy hư ba nó có điểm spin nè, spring nè, cũng đấy nè, quay trở lại ngay. Tại vì sao? Thiếu khối lượng anh chị. Đấy, và vùng này nhiều anh chị mình hôm nay cũng nói ở thị trường nó tăng mà thiếu khối lượng. Thì bản chất anh chị mình cứ nhìn lại đi, những vùng đấy chả bao giờ có khối lượng hết. Những vùng đấy mà trường đi lên không bao giờ có khối lượng hết. Nhưng mà bắt đầu lên cao nè, à, bắt đầu lên cao nhà đầu tư cái khối lượng vào dòng tiền vào là đu vào mua là dính ngay nhịp rũ. Thị trường sẽ quay cũng vậy, như vượt ngang ba à, cơ hội nhảy vào mua là dính ngay nhịp chỉnh, chỉnh xong bán ra là hồi trường sập đau chen rồi, giờ thị trường lại vòng lại là không dám mua. Lưu ý cứ thị trường lên là nhảy vào mua là bị dính chỉnh chỉnh mà phải bắt ra bán đó. Cho nên giai đoạn này em xác định rồi thị trường sẽ quay thì thôi em ngồi im, có thể mình chấp nhận mất lại là bình thường, còn nhảy ra nhảy vào thì nó lỗ cũng vậy anh chị. Đấy, chứ cũng không hơn thua gì đâu. Một vài cái yếu tố ví dụ anh chị mình thấy những cổ phiếu như BIDV nó cũng về hết những cái chân hỗ trợ cổ phiếu nè anh chị mình thấy không,
cái vùng đỉnh thời đại mà sau khi cổ phiếu nó vượt, bây giờ nó quay trở lại hết rồi nè, những cái vùng chân hỗ trợ, những vùng gọi là vùng trọng yếu á. Cho nên từng này quan trọng là vì sao? Thứ nhất, những cổ phiếu lớn blue chip dòng ngân hàng như BIDV nó quanh về cái vùng hỗ trợ trọng yếu, những cổ phiếu như CTG cũng vậy nè, nó về những cái vùng hỗ trợ trọng yếu nè đấy, những cổ phiếu MB rồi cũng vậy nè, nó cũng về nó test lại những cái điểm hỗ trợ cổ phiếu sau khi nó lên, nó gặp những cái vùng đỉnh thời đại nè, thì cái việc mà nó test lại tích lũy lại ở kênh trên như thế này là hoạt động tích cực với góc nhìn của em đấy, những cái dạng tích lũy kiệt về volume mà nè đấy, đôi khi dòng ngân hàng cũng là cái dòng mà nó xác suất mà nó dẫn dắt trong dịp tới anh chị nha, cho nên cũng đừng có bỏ lơ những cái dòng này đấy, nổ nè, rủ là kiệt volume mà nè đó, hôm nay đỡ cung một vài tín hiệu cổ phiếu cũng rất là tích cực. Một vài cái điểm tiếp theo ví dụ như Techcombank hôm trước cơ cấu nó kéo lên thì nó trả điểm đó là bình thường đấy, những con này sau khi chia bản chất nó phải tạo là quá trình cân bằng trở lại về những cái dạng cung cầu mới sau khi mà nó chia quyền hoặc là chia cổ tức anh chị ha. Những cổ phiếu như VP Bank này cũng vậy nè, giữ trận khá tốt nè anh chị, mình thấy không, đoạn này mọi người nắm VP nó có vấn đề gì đâu hay. Một vài cổ phiếu như ACB cũng là những cái dạng tích lũy này, tích lũy kênh trên đó, những dạng tích lũy kênh trên của những cổ phiếu như ACB này đấy, thì đó một vài cổ phiếu của dòng ngân hàng, một vài cổ phiếu ví dụ nhìn sơ lược về những cổ phiếu kênh trên của dòng thép, ví dụ đây còn Hòa Phát nữa nè, còn những cổ phiếu Hòa Phát cũng vậy nè, những cái vùng trọng yếu của những cổ phiếu như Hòa Phát là quanh cái biên ví dụ 128 rồi nè, thì chắc ở đây nó vẫn đang trong vùng tích lũy 28 rồi quanh vùng 30 thôi, vẫn quanh cái vùng biên tích lũy này đấy, trạng thái tích lũy kênh trên rất tốt với những cổ phiếu như Hòa Phát. Một vài cái vận động tiếp theo ví dụ chị mình nhìn về những cổ phiếu của dòng chứng khoán đi, thì nó sẽ có sự phân hóa nhiều hơn, những con như viên đi là bỏ nè, cắm đầu đi xuống xuống giảm là không bao giờ em đánh nè. Những cổ phiếu ví dụ như VCI tích lũy kênh giữa nè, chị mình thấy nó vẫn trong cái biên kênh giữa, nó về những cái chân hỗ trợ vùng trọng yếu nó bật lên nè đấy, những con như SI cũng vậy nè, về những cái vùng trọng yếu hỗ trợ nè đó. Nhìn chung thì bản chất thì dòng chứng khoán thì cá nhân em thì mình cũng nói luôn là trong 3 tháng vừa qua mình cũng chả đánh mã nào của dòng chứng khoán, thì em mình chỉ cược vào một dòng dầu khí thôi đấy, mình cược một dòng thôi, còn nếu như mà nhịp tới mà dòng khác nó dẫn dắt á, thì mình sẽ cơ cấu lại. Còn với những cái tín hiệu đánh giá của mình cho anh chị mình trong một cái buổi video nội bộ và hệ thống khách hàng á, thì mình chỉ nhìn nhận được kỹ nhất là cái dòng dầu khí đạt những cái tiêu chí tín hiệu, cho nên sau những điểm rũ cuối này nè, rũ cuối của thị trường nè, đổ cung lên đầy đủ ngày hôm nay nè, thì trong vài phiên tới mọi người xem kỹ giúp em là dòng tiền ở dòng dầu khí nó như thế nào, nó có chảy vào hay không, để mình biết được là dòng dẫn dắt có xuất hiện hay chưa. Cái thứ hai là những cái xung lực bật lên á, thì mình cũng đánh giá được à, con nào xung lực bật tốt, con nào xung lực bật yếu, để mình cơ cấu là cái danh mục cho nó phù hợp. Còn liên tục dòng tiền nó chảy vào những con nào kênh trên á, thì mọi người tập trung đánh được nha, lưu ý kỹ nha. Ấy, hôm nay có một LG nè, đầu tàu dẫn dắt cho thị trường đi lên được nè, đầu tàu dẫn dắt cái tâm lý kéo điểm số chung của thị trường khá là tốt nè đấy, thì đó là những gì mà em chia sẻ với anh chị mình trong cái góc nhìn của một cái buổi video ngày hôm nay. Ví dụ anh chị nào đồng quan điểm với em thì mọi người có thể liên hệ với bạn trợ lý để chị mình tham gia vào hệ thống trong thời gian tới á, tại vì như đúng với những cái chiến lược thì đây là những nhịp rũ cuối của thị trường nó sẽ vào trên luôn đấy, mọi người lưu ý á, những góc nhìn của em nó như thế thôi, thì góc nhìn của mình không phải bây giờ mà mới nói, mà đã từ rất lâu mình đã nói với chị mình về những cái nhịp rũ cuối đó của thị trường rồi, từ những ngày mà đầu tháng 6 á, là em đã đưa ra cho chị mình trước về những cái bức tranh, về những cái góc nhìn, về những điểm rũ cuối của thị trường đây nè anh chị, từ ngày 6 tháng 6 nè đấy, cho nên là kịch bản mình đã đưa ra sẵn rồi, thì bây giờ nó chỉ là hành động thị trường nó đúng với kịch bản của mình, thì phần còn lại là mình hành động mua lần thứ hai là những vùng giá thấp thôi đấy, tổng quan thị trường sẽ quay hấp thụ lượng cung nè, quanh biên là 1250 280 nè, thể hiện hành vi gom hàng tổ chức nè, trước khi vào sóng thường phải có nhịp rũ cuối đấy, nhịp rũ cuối bao giờ nó cũng xuất hiện nè, thì mình sẽ canh gì, mình sẽ canh vùng chiết khấu giá thấp ở những cổ phiếu dòng chiến lược dài như dầu khí để mua đấy, rõ ràng không đấy, thì đó những cái hệ thống khách hàng bên em đánh giá. Mọi người muốn tham gia vào trong cộng đồng thì bên đây có phần link nè, mọi người nhấp vào mọi người tham gia nha, thì thông tin bên dưới của bạn trợ lý á, thì mọi người có thể liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh để bạn ấy sẽ hướng dẫn và hỗ trợ chị mình tham gia vào hệ thống. Vùng này cầm tiền là cơ hội đó anh chị, cầm tiền cơ hội cánh mua đó, chứ mà là rủi ro đó đấy, quý ba này nó giống là cái quý cơ hội tốt á đấy. Còn cái buổi video ngày hôm nay cũng đến đây, cảm ơn chị mình rất nhiều. Mọi người xem video nếu như mà mọi người bổ ích thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh đấy. Còn quan điểm của chị mình như thế nào, những cổ phiếu nào cần hỗ trợ, mọi người cứ để lại trong phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn chị mình rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người trong buổi livestream ngày mai.